Hello, và mình xin chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại từ game One Big Legend cùng Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì trước khi mà ăn trái quỷ Ito đó thì mình cần sẽ ôn tập ôn bài lại trái quỷ Gức sư, trái quỷ lò nung mà mình đã ăn không? Đó. Đầu tiên là kim loại nóng và tan chảy. Nếu mà ai đụng trúng phải cái kim loại đó hay dậm phải thì sẽ mất một cái lượng sát thương không? Còn đây là lò nung nóng cực độ. Đấy, hiện tại cơ thể của mình là đang giống như là một cái lò nung. Chỉ cần bây giờ kim loại mà bỏ vào một cái là tan chảy ngay các bạn. Chảy bậy ngay lập tức. Và cái chiêu thức nung nóng toàn bộ cơ thể này phụ thuộc vào defense của nhân vật các anh em. Nên là defense càng cao thì sức công kích sẽ càng mạnh em. Nói công kích càng mạnh vậy thôi, chứ mà đụng những trái quỷ mà dạng đánh tầm xa thì trái này cũng bó tay thôi các bạn. Lấy ví dụ đơn giản như trái Pika đi, chỉ cần đứng xa công kích thôi là trái này chịu đời đâu có thấu. Nhưng mà cái sự chênh lệch giữa trái ác quỷ Inkermon và trái Re các bạn cũng biết rồi hem. Còn bây giờ thì quỷ đi năng lực trái quỷ nè. Đó ha. Bây giờ thì mình sẽ ăn trái Ito vào. Thấy cũng rất là tiếc các bạn, nhưng mà mình đã ăn rồi còn tiếc cái gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu cúng cười, cũng là chiêu cuối cùng là lồng chim. 364 defense quá dư. Trời đất ơi, cái gì vậy? gì vậy? Không, lỗi các bạn, bị lỗi kỹ thuật. Vừa vào chưa biết cách sử dụng lồng chim nên là mình bấm cái là lỗi kỹ thuật rồi. Cái này là chắc mình nghĩ là phải giữ liệt. Giữ liệt thì mới được. Rồi, giờ mình zoom ra hay không? Đó, kỳ vậy. Sao chả thấy cái cây hai cộng tơ nào đưa lên trời hết vậy? Bình thường thấy các bạn sử dụng là đây đó. Ít ra là phải dậy bay tuốt lên trời cao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ập lồng hay không? Chỉ cần một cái búng tay nhẹ nhàng như tha nết là lồng chim này sẽ bao phủ cả cái hòn đảo này hay không? Bao phủ nổi đảo không ta? Thử biết. Chưa hết các bạn. Vẫn chưa hết. Cái phạm vi vậy là hết đáp rồi hả ta? Mình chưa chơi thử tận cùng của cái phạm vi nó như thế nào. Chắc mình nghĩ là cũng phải có một cái phạm vi nhất định đó các bạn. Đó, lồng chim đã được bao phủ rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi dạo một vòng ở trong cái lồng chim này nha các bạn, và xem cái lồng chim có cứa được chủ nhân của nó hay không. Ôi chết rồi, lúc nãy mình mới làm cái gì bạn gà bot VN vậy ta? Rồi, xin lỗi bạn rất là nhiều em. Lỡ tay bấm lộn C. Mình không ngờ hiện tại con nhân vật của mình cũng khá là ổn rồi các bạn. Bây giờ chỉ cần có Haki vũ trang nữa là được rồi. Nhưng mà cái chuyện Haki vũ trang để từ từ đi. Bây giờ mình khám phá cái lồng chim này nè. Mà mình cũng không biết là cái quá trình mà anh em muốn thoát khỏi cái lồng chim này, bay đụng cái lồng chim gây bao nhiêu sát thương nữa. Mình nghĩ là sát thương sẽ phụ thuộc vào defense, tại vì nó đã yêu cầu 300 defense để anh em có thể sử dụng lồng chim một cách ổn định nhất. Rồi sau đó là các bạn tăng lên defense 400, 500 thì cái lượng sát thương của lồng chim sẽ được tăng cao thêm. Nếu mà ai đụng vào nó có thể là 100 máu hoặc 200 máu cũng không chừng. Nói chung là mình vẫn chưa test đam nên chưa biết được các bạn. Tại vì mình bay vào lồng chim mình đâu có si nhê si mâm gì đâu. Rồi hiện tại là mình đang chơi căng hết cái độ cao của lồng chim luôn các bạn. Coi như là phum nề luôn á. Để mình xem coi là cái độ bao phủ của nó như thế nào. Hiện tại mình có 360 mấy defense à. Nên là bao phủ cũng không có rộng lắm các bạn. Có thể là full defense thì cái tỷ lệ rộng của nó sẽ tăng cao, và lượng sát thương của nó cũng tăng lên được 1-2 bậc gì đó hay không. Còn ngay bây giờ thì mình sẽ sử dụng tuyệt kỹ thức tỉnh của trái quỷ Ito trong cái lồng chim này. Cũng giống như là Don Flamingo quyết chiến với Luffy mũ rơm, sau đó thức tỉnh trái quỷ làm một trận với Gear 4 Luffy, và cuối cùng Don Flamingo ăn hành ngập mặt. Nhưng mà ăn hành chứ miệng hắn ta vẫn nở một cái nụ cười. Tên này là hắn bị thương cũng cười, hắn làm gì cũng cười hết các bạn. Trời ơi, không chết được bạn này. Mình làm một phát mà không chết bạn đó. Bạn đó ăn trái Suna các bạn, không chết nổi. Tại vì mình đâu có Haki đâu, cỡ có Haki mình sẽ gây một cái lượng sát thương khá lớn cho bạn đó. Giờ là thì thải mấy trái quỷ ra đi, giờ không thèm nữa. Đáng lý ra là mình triệu hồi con boss 5k ra quýnh mà thôi. Khẩu đi, dục luôn nè. Máy này sao đủ triệu hồi các bạn. Lúc trước kiếm trái quỷ chớp rồi kiếm trái hot kiếm muốn chết luôn. Mà bây giờ lú đầu ló mó quá trời. Trời, bạn kia để gì không vậy, mình có ép bạn ăn trái quỷ nào đâu. Đó, dưới đất bạn ăn được trái nào bạn ăn. Hãy vậy, dưới đất cũng có những trái quỷ lợi hại lắm.
Chẳng hạn như trác quỷ mà biến người khác thành đồ chơi sau đó mình điều khiển, đấy cũng ngon lắm chứ bộ các bạn. Cái đó là ngoại trừ bạn reset thôi, chứ mà đã trong cái phạm vi điều khiển hoặc là biến thành đồ chơi, nó đúng hơn á là bạn đã biến thành đồ chơi rồi, các bạn khó mà thoát thân lắm. Chỉ có cách là reset lại và sau đó là đánh từ xa thôi, chứ lại gần đụng vào biến thành đồ chơi là mình nhíu và chịu đâu có nổi. Gặp nhân vật mà sử dụng trái quỷ đó mà có Haki nữa mình cũng bó tay luôn, thế nào mình cũng chầu Diêm Vương đi gặp Diêm Chúa luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bay một vòng nha các bạn. Bay quanh kia mua nước hay sao ta? Bây giờ mình cứ qua kia trước đi. Hiện tại la bàn mình cũng chả có, cỡ có la bàn thì mình còn cái này cái kia được đi tìm. Còn bây giờ là chỉ có nước là mình hướng qua bên cái đảo để mình mua nước thôi. Thôi khỏi đi các bạn, bây giờ mình suy nghĩ lại rồi, định ghé xuống dưới mua nước. Mà thôi, mình bây giờ mình qua đây mình test thử con boss level 200 luôn nè. Còn cái chuyện nước no mình uống sau cũng được mà. Bây giờ mình uống vào thì năng lực của mình cũng đâu có tăng được cao mấy đâu. Nên là năng lực bây giờ mình sẽ qua mình đập thử con boss coi là mình có quém được hay không heo. Mà trái Ito này mình thấy bay cũng khá là nhanh, nhưng mà mình phải nhờ bạn kia gấp. Chứ bây giờ là bay tới đó là cũng chậm hơn bạn này các bạn. Còn nếu mà con nhân vật của mình qua sa mạc đập Luki thì còn nói gì nữa các bạn. Có thể là tăng tốc độ bay của trái quỷ Ito, mình cũng không biết Ito có tăng tốc độ bay hay không heo. Còn những trái quỷ khác hoặc là trái spin thì chắc chắn có 100% rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ mình cũng khá là mệt rồi. Mình quay xong video này chắc mình nghỉ đi ngủ quá các bạn. Không ổn rồi. Cơ thể của mình bây giờ là mình mở mắt hết lên rồi, chịu đời không thấu rồi, nhưng mà cũng phải cố gắng quay hết cái video này các bạn. Rồi đầu tiên là mình qua bên đây mình giải quyết cái con này trước đi. Đây 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 đây. Cái con này mình sẽ cho nó biết thế nào là sự lợi hại của trái Ito. Ủa bạn đó nói gì ạ? À, 1 giờ sáng mất ngủ à. Trời ơi có gì đâu, mới 1 giờ sáng mà lo gì. Mình còn thức có 2-3 giờ sáng còn được mà. Nói vậy thôi chứ thức treo chứ quay video chẳng lẽ giờ ngồi nói như vậy không ổn lắm các bạn. Ở trời đó cư, bạn kia chưa chi đi tông nhà ma rồi không sao, rồi mình sẽ báo thù cho bạn. Hửi con quái level 200 kia. Bay liền. Làm bộ hùng hồn vậy thôi bay liền các bạn. Ngu dại gì, trái quỷ gì dữ vậy. À hot. Lúc trước tìm không thấy, giờ cứ ló mó hiện hoài heo. Con này mình sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. Bây giờ mình sử dụng lồng chim, mình ập nó trỏng rồi sau đó mình đập cái đầu được không ta. Xem bộ được à nha. Được đó các bạn. Nhưng mà biết trong cái quá trình mà ra chiêu thức đó có bị nó phá bệ hay không, hay là nó quém mình ra tro ra rìa luôn các bạn. Thôi không được. Suy nghĩ không ổn rồi đó. Mình bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu ít này để mình nắm đầu lại sau đó mình bay lên quýnh. Ê. Anh bạn né xa ra thôi. Chết mày rồi. Nó chơi nó. Ừ. Rồi. Nó bị dính tờ lấy lúa liền. Làm sao chống nổi với mình. Cũng xử được con boss 200 chứ bộ giỡn đâu các bạn. Trời level 1000 mấy mà bị boss 200 quýnh mềm mình, quýnh nhừ xương, quýnh gãi phổi. Hư ơi. Boss dữ. Boss ghê gớm ghê quá bạn. Không ổn với con boss này rồi. Tình hình mình thấy con boss này cái độ nguy hiểm của nó hơi bị cao quá nha. Nhưng mà không sao, đây nè. Làm một trận quyết chiến nữa. Cái gì vậy? Trời chờ. Chờ dám trói mình trong đây ta. Sao bị giam cầm trong đây luôn rồi? Bay ra không được hả bạn? Y như là ai chụp dòng cái trái quỷ Paris vậy. Chờ luôn, sợ gì nè. Giật trà nó nữa đây nè. Khẩu ra luôn. Mình trong đây mình sẽ quyết tử với tên boss này. Con boss này sẽ chết với mình. Rồi, quy tiên mình rồi. Bay lẹ, bay nhanh. Chạy đi. Chờ hồi máu mình trả nữa. Rồi xong trời gỗ lợi. Mới 2k mấy máu lận quém cái còn có 200-300. Quýnh chết ngắt luôn. Ghê thiệt. Quém một lần như 2k máu đó các bạn. Kinh. Boss ghê gớm ghê quá. Không ổn rồi. Tình hình như thế này. Rồi ok. Bây giờ tiếp tục đi nữa nè các bạn. Có bạn kia đưa cho mình một cái ý kiến rất là hay hết các bạn. Nhưng mà cái ý kiến đó là chờ mình rảnh rang đi mình mới làm được. Chứ bây giờ mình đang quay clip này mình làm ý kiến đó của bạn đó thì cũng không được hem.
Rồi giờ mình vô mình thử mình đập cái con boss này xem. Mình sẽ gồng Ito thức tỉnh lên heo. Mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Hãy xem đây, để chết đi con kia. Thôi không xong rồi, không xong rồi. Mình nghĩ là tốt nhất là mình nên chùn khỏi chỗ này thôi các bạn. Cái con quỷ này nó nguy hiểm dữ vậy, không đánh được nó. Ito là coi như bó tay. Ngoại trừ kèm theo Haki vũ trang thì mặt mai mình có thể mần nó được. Nhưng mà các bạn nhìn nè, điểm số Haki vũ trang của mình mới nhá hàng lên 94 điểm. Vậy còn 106 điểm nữa mới được Haki vũ trang. Đấy, vậy sao mần, sao nhũ lông, sao mần thịt nó được. Thôi đi, 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 đi. Level 40 mà anh giờ level ngàn mấy không dám đụng. Đụng vào là coi như nhíu liền. Rồi chạy, 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 chạy. Bây giờ kiểm tra Sam. Còn có 1 phút 14 giây nữa các bạn. Qua bển trước khi mà Sam xuất hiện. Nó xuất hiện ra cái mình lụm Sam cái mình đi tìm trái quỷ re liền. Ngon lành cành đào chưa? Nó nói dễ lắm à. Dễ lắm, chắc ốc bu vàng ăn hết rồi. Chứ mình không tới cơ hội mình ăn đâu. Giờ qua đây xem nào. À, bây giờ mà ra trái quỷ re, nói thiệt nghỉ ngủ thiệt các bạn. Ra là nghỉ ngủ liền. Tại vì mình định quay xong clip này mình đi ngủ mà ra re nữa. Mình cố gắng mà tiếp tục mình quay nữa chứ sao. Giờ là ập lòng nè. Mình sẽ bao phủ chỗ này lại nè. Như thế là an toàn rồi. Không bạn nào vào được. Nhưng mà mình thấy có một số bạn ập lòng cũng vào được nha. Mình không biết mấy bạn sử dụng cách nào mấy bạn vào nữa. Nói chung là mấy bạn nào đó chưa lâu thì biết cái cách mà luồn khe hở của lòng có thể vào được hem. Mình lấy ví dụ điển hình là trái quỷ Lucia thì chắc chắn là sẽ vào được các bạn. Tại vì Lucia là tự nhiên mà cái lòng này mình cũng đâu có Haki gì đâu. Nên là bay xuyên chắc mình nghĩ là chuyện bình thường. Hoặc là Goro hoặc là Pika có thể tay le vào. Cái điều đó thì mình chưa kiểm chứng. Mình chỉ dạng nói suông thôi. Nên là chưa biết được là nó như thế nào không. Còn bây giờ đi tìm trái quỷ nè các bạn. Đi tìm trái quỷ nè. Một cái thôi là định giang sơn định càn khôn cho các bạn coi. Đó là cơn cái nữa hả bạn. Hư ơi, gì vậy? Chưa gì hết lú ra thêm cái nữa rồi. Giờ là tìm hai cái rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều hông. Bây giờ mình tiếp tục cuộc hành trình truy lùng và truy tìm trái quỷ. Không biết là một trong hai cái này mình có tìm lòi lặn ra trái quỷ nào ngon lành cành đào hay không. Hay là chỉ là khơi mau là điển hình rồi. Bây giờ mình tự đi luôn. Mình giờ mình phi thiên được rồi mà các bạn. Tuy là không sử dụng đôi cánh nhưng mà sử dụng cọng tơ của mình. Mình cũng biết là câu gì trển để đi nữa. Chắc là bấu tơ vô mây. Nhưng mà mây là dạng hơi nước mà các bạn. Nên là làm sao mà mình bấu vào trỏng được. Chẳng lẽ là mỗi cái cọng tơ của mình là có thoa một cái loại thuốc đông cứng mây giống như Doraemon vậy. Sau khi mà bắn lên trển thì mây sẽ đông cứng lại cho mình bám. Cũng hay nhờ. Mình nói vậy thôi chứ nguyên lý hoạt động của nó là sẽ có một cái cọng tơ nối từ hòn đảo này đến hòn đảo khác. Rồi sau đó là những cái cọng tơ còn lại là chỉ cần bu trên một cái cọng tơ nối đó là được các bạn. Đó, rất là ngon, rất là chuẩn hem. Đông Flamingo đã sử dụng cái nguyên lý đó để có thể là đi trên biển. Hay đúng hơn là bay được trên biển các bạn. Tại vì hắn ta sẽ cho một cái lượng tơ ra nhiều hay ít thì cũng tùy thuộc vào hắn. Và khi mà hắn sử dụng trái quỷ đã thành thục rồi thì cái lượng tơ mà hắn bao phủ từ đảo này đến đảo khác hoặc là bao phủ xung quanh hắn đến một cái cây nào đó gần đó hoặc là một cái vật nào đó gần đó là cái chuyện rất là bình thường rồi. Nó cũng giống như là hệ thống cáp treo vậy. Các bạn suy nghĩ là sẽ có một cái cọng dây từ trên nó kéo chéo xuống. Sau đó là mình cứ đi theo cái hệ thống này thôi là ok. Rồi, xong. Ui. Còn một tí nữa là xanh xương mình rồi. Còn tí nữa là không có trái quỷ re ăn rồi các bạn. Đây, trái quỷ đâu, lòi ra đây mau. Lấy lúa, khơ môn, lụm kèo. Rồi, lỏ trát luôn. Hai trái quỷ, không có trái nào ngon hết. Bên kia lụm được Hermon, mình đang cố gắng mình giải thích cái nguyên lý của trái quỷ Ito để mình quên đi cái nỗi đau đó, coi như là mình không biết gì cả để mình qua đây để mình lụm được trái quỷ re. Và cuối cùng chiến thuật của mình thất bại hoàn toàn, định không cần thiết nó ló mó xuất hiện mà nào ngờ nó không xuất hiện luôn các bạn. Bình thường thì bạn thấy mình tìm cái gì đó thì lúc mà mình tìm thì mình tìm dữ lắm thì nó không ra, nhưng mà mình không tìm thì nó lại ló mó xuất hiện đấy. Mình định dùng cái chiến thuật đó mà nào ngờ
thất bại thảm hại ê trời. Thôi vậy, bây giờ mình sẽ sử dụng Haki quan sát để mình luyện Haki nè. Đó, con này sẽ luyện cho mình một chút ít Haki lên 200 điểm. Ui, nhìn vào cái rưa không? 94 điểm lúc nãy vẫn còn 94 điểm. Ê, gì vậy? Wow, lồng chim đang nhỏ lại nè các bạn. Mình tưởng là không có, mà nào ngờ có luôn. Vậy là mình biết rồi. Lúc nãy mình bấm phím B một lần các bạn. Vậy là một lần thì mình giữ lại phím B để mình bao phủ cái lồng chim ra. Và cái lần nhấn tiếp theo sau đó của mình thì cái lồng chim sẽ từ từ nhỏ lại. Coi như là thu lồng chim lại các bạn. Từ một cái lồng chim chà bá lửa, sau đó sẽ ép lại. Thì ai đụng này sẽ bị cứa hem. Đó, mình sẽ làm lại nè. Đó, thu lồng chim. Đã không? Bạn kia cũng chơi cũng ập lồng chim luôn, ập 2-3 lồng vậy. Thôi xong rồi. Cái ca này mà ai ở trong đây là coi như là khó thoát rồi. Bình thường mà đông Flamingo mà sử dụng cái chiêu này là không ai ra được, ngoại trừ đánh bại hắn. Chứ mà lồng chim mà thu hẹp lại. Cuối cùng thì người nào đó trúng chiêu thức này sẽ bị cắt thành nhiều mảnh theo. Đó, giống như bạn đó bị trấn áp. Nhưng mà bây giờ mình trấn áp bạn đó không chết các bạn. Chỉ có mất tí xíu máu thôi các bạn. Đầu để mình làm nữa coi. Mình thấy chiêu này ghiền rồi đó. Đó, bao phủ ít thôi. B, siết lại. Chết. Mình bấm thêm lần nữa mất tiêu các bạn. Làm lại. Vô lồng chim nhỏ nè. Thu lồng lại mới được. Lồng chim nhỏ gì mới hấp dẫn nè các bạn. Trốn trong đây thì ai vào được. Nhưng mà mấy bạn sử dụng năng lực trái quỷ vào, mấy bạn quýnh mình chết. Đó, đứng trong đây farm là có lý lắm chứ bộ. Một sự bảo vệ hoàn toàn lớn. Như vậy anh em nào luôn lách được rồi đó cơ. Sao mình câu cái bay ra ngoài luôn rồi. Không được rồi. Tình hình này thì nhỏ hay bự gì anh em cũng có thể luồn lách vào được. Nói chung là những bạn, những anh em nào đó chơi lâu luồn lách dễ dàng lắm. Đúng là kinh nghiệm lâu năm có khác mà các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cái lách led ra này ha. Lách led này từ trước đến giờ mình có mà mình ít xài lắm. Toàn là mình xài chiêu sấy không à. Không có xài lách led nhiều các bạn. Để mình coi còn gì mình chưa có không. Cái này gì đây. Kệ đi, chả quan tâm. Trời ơi. Nhìn thấy Haki mình rưa không? 200 điểm Haki nhíu không. Sau đó là bấm phím Q để sử dụng Haki vũ trang. Đơn giản easy vậy luôn hả? Rồi cái chuyện giản đơn easy đó từ tính sau vậy. Giờ đâu ta? Giờ chắc mình test thử lồng chim lần nữa. Sau đó mình nghỉ ngủ quá các bạn. Bây giờ cũng khá là mệt rồi. Bạn kêu đi lấy cần câu. Cần gì nổi nữa là cần. Giờ hai mắt ráng nhướng dữ lắm đây nè. Thôi mình ráng cố gắng thêm vài phút nữa các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu bay lên, sau đó sử dụng lồng chim. Đó các bạn thấy chưa? Lồng chim của mình sẽ ập trên không trung heo. Nó ghê gớm lắm chứ bộ. Đầu để mình làm lại thử xem nào. Có thể giữ liệt cái lồng chim trên không trung hay không. Nếu mà bạn nào gấp mình thì mặt may. Rồi không được các bạn, rớt xuống nhanh quá. Cỡ mà mình có trái quỷ thứ hai giữ mình lơ lửng trên không trung thì mặt mai mình thả một cái lồng chim to đùng bự chảng ở trên không trung được các bạn. Chứ giờ không có ai giữ, hoặc là mình tự bay trên không trung không làm được. Thì không làm được, ở trên không trung thì làm được dưới đất. Đó, mình sẽ cho cái độ cao cao lên, cao tuốt trên trời cao luôn hem. Sau đó mình sẽ bao phủ một cái phạm vi của hòn đảo này. Mình nghĩ là không hết đảo đâu. Muốn hết đảo là mình phải đứng chính giữa các bạn. Chỗ này là không được. Chỗ này sẽ bao ra phía ngoài biển luôn. Đó, mình sẽ bắt đầu ha. Cho nó cao nữa. Rồi ok, vậy được rồi. Này, mình sẽ bay lên trung tâm của lồng chim coi thử như thế nào các bạn. Chưa coi thử. Rồi, không ra được. Mình thấy cái lỗ này nguyên con khủng long bạo chúa vô cũng được mà ta. Kỳ á. Thôi kệ game mà các bạn. Nói khủng long bạo chúa vào thì hư quá. Một con chim hay một con cò gì bay vào cách dễ dàng, mình ra cũng cách giản dề luôn. Mà ra hoài ra không được. Rồi bây giờ để mình sẽ sử dụng chiêu B để thu lại hem. Thu lại lồng chim. Đó, lồng chim hiện tại nó đang thu lại các bạn. Nhưng mà nó đi rất là chậm hem. Nó không có đi nhanh. Bây giờ mình bấm cái nữa biến mất. À, nó thu rất là chậm nha. Tại vì cái lồng càng bự thì nó thu sẽ rất là lâu đây nè. Mình sẽ tạo một cái lồng vừa cho thu cho bạn coi không. Rồi bây giờ mình bấm vô lồng chim thu vào. Đó, bấm B rồi đó.
giờ mình lại đây mình coi cái sự biến đổi nho nhỏ của nó ha. Đó các bạn thấy không? Đấy, nó đang chuyển động, những cái chuyển động rất là chậm, rất là nhỏ. Nhưng mà sau một hồi mà đứng đây chờ đợi thì các bạn sẽ thấy cái lồng chim nó sẽ nhỏ dần và nhỏ dần. Nhưng mà riêng về cái lượng sát thương của nó thì thật sự là mình không biết là như thế nào. Tại vì mình cũng đâu có trực tiếp chịu đam lồng chim đâu. Có bạn ở ngoài, bạn ấy muốn vào đây đụng vào lồng chim thì mất cũng không nhiều máu hết các bạn. Có thể là đây là mình phỏng đoán thôi nha. Là bạn tạo càng bự thì cái lượng đam khi nó thu lại sẽ càng to. Đấy, có khi có thể giết chết được một bạn mười mấy ca máu luôn. Chỉ là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà mấy bạn mà ăn trái quỷ lâu xa thì mình cũng không biết là khi nó siết lại thì sẽ như thế nào nữa. Tại vì trái lâu xa là trái quỷ hệ tự nhiên, mà cái lồng chim này mình cũng đâu có kèm theo haki gì đâu. Nên khi cái lồng chim này siết lại thì những trái quỷ Lucia thì có thể là bị tấn công nhưng mà chả có sao hết các bạn. Tại Lucia mình nói rồi, hệ tự nhiên nên là có thể luồn lách xuyên qua một cách dễ dàng. Chẳng hạn như một cái ngọn lửa thì bạn đâu có thể nào cầm nắm nó được. Cũng giống như nước, các bạn cũng đâu bao giờ mà bạn cầm nắm nó được. Các bạn phải đông đá nó lại mới cầm nắm nước lại được, thấy không? Nên là haki ở trong One Piece này cũng giống như là một cái tủ lạnh đó các bạn. Để làm mà đông những cái hệ tự nhiên lại, đông lửa lại, rồi đông nước lại, rồi đông khói lại, rồi đông ga lại, có thể đánh được. Chứ không là không bao giờ đập được. Rồi bây giờ mình sẽ thử siết lại như thế nào không? Thôi chắc mình nghĩ là siết tới đây thôi các bạn. Chứ giờ siết lại thì cái lượng sát thương của mình đâu có gì đâu. Thôi nghỉ luôn đi, không siết nữa. Giờ thức tỉnh trái quỷ xong kết thúc video nghỉ nè. Mình giờ mình cũng khá là mệt rồi. Các bạn thấy trong cái lời nói của mình cũng kèm theo cái sự mệt mỏi của đêm khuya mất ngủ. Nên mình nghĩ là video mình tới đây đã ổn rồi nha bạn. Rồi, cũng cảm ơn anh em đã bạn đã theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em nha. Bye bye, see you again.